Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông. À kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên mây trong cái thời điểm là 6 tháng cuối năm 2024, năm Giáp Thìn. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi À, thưa quý vị năm giáp thìn thì cũng được đánh giá là một cái năm khá may mắn với những con giáp này tuy nhiên ấy, thì khoảng thời gian đầu năm cũng chưa phải là lúc để cho họ bứt phá trong cái vận trình sự nghiệp và công việc và đặc biệt thì khoảng giữa năm trở đi tức là từ tháng 7 âm lịch trở đi thì họ sẽ có nhiều cái cơ hội bứt phá và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình vậy thì đó là những con giáp nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, thưa quý vị với những con giáp này họ vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi làm ăn à, Mong ước của họ có một cuộc sống sung túc, giàu sang, phú quý Cũng đã không còn quá xa xôi nữa Và họ sẽ đạt được những điều mình muốn trong cái thời gian 6 tháng cuối năm âm lịch Với cái đầu óc thông minh, giỏi tính toán lại gặp đúng cái thời Nên là cái việc kiếm tiền của những con giáp này nó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Và cái chuyện giàu sang phú quý, tiền tỷ cầm tay là cái chuyện đương nhiên À, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học thì năm con giáp này sẽ có những cái may mắn khác nhau qua từng giai đoạn. Cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái tài vận và khả năng làm giàu của mỗi người. Cái việc kiếm tiền à, cũng như là cái việc nhanh nhạy nó đòi hỏi cái sự nỗ lực và cái trí tuệ của của những con giáp này. Và ai cũng đều mong muốn mình có khả năng đạt được cái sự giàu sang phú quý, có được cái thành công thông qua sự nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên à, kiếm tiền không phải là cái chuyện dễ dàng thậm chí nếu mà đi sai đường làm sai cách thì sẽ dễ à, bị gì thất thoát về mặt tiền bạc tài lộc và trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp giỏi kiếm tiền vận trình hanh thông à, nếu như mà may mắn quý vị là một trong những con giáp này thì cứ yên tâm à, cuộc đời của quý vị sẽ được lên hương đổi đời giàu có sau một đêm à, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, cái cát khí trong năm 2024 của những người tuổi thân cũng được tăng mạnh. Vận may tài chính của gia chủ cũng được mở rộng và sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để kiếm tiền nhờ vào nhiều cát tinh nó chiếu mệnh. Nói chung ấy, chỉ cần quý vị biết tận dụng thì không phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc có thể nói, những người tuổi thân bước vào thời kỳ hoàng kim, thời đến cản không kịp, giảm bớt nhiều cái phần vất vả so với cái thời gian trước đó. Cái vận quý nhân nó cũng khá là vượng và quý vị cũng dễ gặp được những người quyền quý giúp sức. Những người tuổi thân cũng sẽ gì đón cái tin vui tới tấp trong cái thời gian này. và đặc biệt, trong cái thời gian 6 tháng cuối năm lịch thì công việc của những người tuổi thân cũng sẽ vô cùng xuân sẻ, Quý vị có thể phát huy hết cái tài năng của mình và để các nhà lãnh đạo nhận ra rằng các bạn hoàn toàn xứng đáng đảm nhận những cái nhiệm vụ khó hơn. Và hơn nữa sẽ trao thêm cho quý vị những cái cơ hội để chứng minh cái năng lực của bản thân. Đặc biệt, trong cái giai đoạn nửa cuối năm ấy là cái thời điểm những người tuổi thân cũng nhận được rất nhiều cái phúc đức, danh tiếng thì tăng cao, bản mệnh có thể nhận được nhiều cái tin vui. Về đầu tư thì nói chung ấy cũng sẽ được bạn bè giúp đỡ, ngày càng kiếm được nhiều tiền lắm của và tích lũy được một cái khoản tài sản lớn đấy bên cạnh đó những người tuổi thân cũng luôn rất là thông minh không thích đi theo cái lối mòn hay là làm những cái việc mà người khác đã làm được à, họ luôn chủ động tìm kiếm những cái cơ hội những cái phương pháp mới và kiếm được những cái mối quan hệ hợp tác dài hạn hơn à, có thể nói nói chung với những người tuổi thân thì là những người chịu khó đổi mới và sáng tạo tự tìm ra con đường riêng phù hợp với bản thân hơn. Cái việc quý vị giành được cái lợi thế cũng là cái điều dễ hiểu. Đối với những người mà thường thích đầu tư hoặc là kinh doanh buôn bán, thì cái thời gian cuối năm 2024 ấy, thì là một cái cơ hội cực lớn để cho quý vị bứt phá gia tăng cái vận may của mình. Dù vậy thì quý vị cũng nên bình tĩnh và tìm kiếm các cơ hội một cách là cẩn thận. Nếu mà chăm chỉ chắc chắn quý vị cũng sẽ đạt được cái sự giàu có một cách bất ngờ. Tuy nhiên, những người tuổi thân cũng phải cần phải gì cẩn thận để không bị đi chệch hướng vì cái lòng tham. Quý vị nên lựa chọn cái hướng đầu tư cẩn thận để tránh mạo hiểm quá mức và lãng phí tài nguyên mà mình đã có. À, bên cạnh đó, những người tuổi thân cũng cần phải chú ý kiểm soát cái cảm xúc và cái cách hành xử của mình để tránh những cái cảm xúc cũng như là gì? Cái lời nói, cái việc làm không đúng đắn nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái mối quan hệ cũng như là cái mục tiêu, cái vận thế đang tốt đẹp của mình. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. À, thưa quý vị, à trong cái năm 2024 ấy, thì những người tuổi Mùi được đánh giá là một cái năm đáng kỳ vọng là thời kỳ hoàng kim của những người tuổi Mùi, hứa hẹn những cái bước tiến nhảy vọt ở các phương diện nhờ đó mà chất lượng cuộc sống của những người tuổi Mùi cũng được cải thiện một cách đáng kể rất nhiều cái cơ hội nó sẽ đến trong thời gian này những người tuổi mùi thì cần phải nắm bắt lấy cơ hội và sử dụng tốt cái thế mạnh và cái tài năng của mình để tạo ra nhiều cái của cải hơn à, đặc biệt không thể đánh giá thấp cái khả năng tìm kiếm cái vận may kiếm tiền của những người tuổi mùi trong cái thời gian 6 tháng cuối năm này dưới sự che chở của hàng loạt các cát tinh à, mặc cho cái thời cuộc chung nó vẫn còn gặp nhiều khó khăn những người tuổi mùi vẫn có cơ hội kiếm được một cái lượng tài sản nhất định nhờ vào cái chuyện buôn bán kinh doanh thì có lời đầu tư thì cũng thu được nhiều cái lợi nhuận. Bên cạnh đó, những người tuổi mùi còn có khả năng để quan sát và đánh giá tình hình một cách là nhẹ bén và rất giỏi nắm bắt cái cơ hội phù hợp với mình. Cái điều này cũng mang đến nhiều cái lợi ích cho bản mệnh trong cái việc kinh doanh buôn bán và đầu tư. Mặt khác, những người tuổi mùi cũng rất giỏi trong cái việc giao tiếp, đặc biệt là à, nó sẽ có lợi cho những người mà làm tiếp thị hay là những người làm cái nghề mà cần phải tư vấn thuyết phục khách hàng. Vì vậy, nếu như mà những người tuổi mùi chọn làm những công việc hoặc những ngành nghề liên quan đến uh, cái cái lĩnh vực này thì đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối năm 2024 thì quý vị cũng sẽ có những cái sự bứt phá mạnh mẽ, tài lộc, tiền bạc cũng ùn kéo đến. Một số người còn nhận được những cái may mắn uh, tức thì có cơ hội được mua được cổ phiếu lợi nhuận cao, cũng có người thì may mắn có cơ hội trúng số đổi đời đời, thừa kế những cái tài sản bất ngờ. Tuy nhiên nếu như mà chỉ dựa vào vận may thì cái gì cũng đến rồi cũng sẽ đi rất là nhanh. Để duy trì cái nguồn vượng khí thì trong thời gian này những người tuổi mùi vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được cái nguồn tài chính như mong muốn. Thì ngoài ra ấy có tiền không có nghĩa là có thể chi tiêu một cách bừa bãi. À, quý vị vẫn cần phải cẩn thận để không tiêu pha mua sắm một cách lãng phí. À, cần phải sử dụng tiền bạc một cách hợp lý để tránh tự làm bản thân dẫn đến cái hung họa. Vậy nên trong thời gian này để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, cũng như là để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và bảo vệ cái tài sản cái thành quả lao động của mình thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi dần. À, kính thưa quý vị, nói chung với những người tuổi dần là một trong những con giáp giỏi kiếm tiền trong cái khoảng thời gian là cuối năm 2024 nó giáp thìn. Cái vận trình đầu năm của họ gặp khá nhiều cái biến động và khá nhiều cái bế tắc. Tuy nhiên cái tài vận của họ sẽ đạt được những cái thành công nhất định đấy trong cái thời gian nửa cuối năm nói chung ấy cái thành tích của những người tuổi dần ấy thì tỷ lệ thuận với những cái nỗ lực và cái sự bền bỉ quyết tâm cao độ của các bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua bởi những người tuổi uh, tuổi dần ấy thì gì không phải là những người mà cổ hủ họ sẵn sàng nắm bắt cái cơ hội và nhanh nhẹn mạnh dạn hơn trong cái chuyện đầu tư kinh doanh vì vậy mà tiền bạc nó kéo đến cũng là cái chuyện đương nhiên bên cạnh đó dưới cái sự che chở của thần tài mặc cho những cái thử thách và những cái khó khăn trong năm 2024 thì vận mệnh của những người tuổi dần vẫn có những cái bước đột phá nhất định bứt phá khẳng định cái năng lực của bản thân à, bên cạnh đó những cái người tuổi dần cũng ý thức được những cái khó khăn trước mắt đang gì cản bước quý vị đó à, nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị làm việc cũng phải làm có một cái kế hoạch cụ thể và vừa sức quý vị lại có năng lực và cái trí thông minh lại thích nghi linh hoạt nhưng uh, những cái yếu tố này cũng sẽ giúp cho những người tuổi dần có thể dễ dàng theo đuổi cái sự giàu có và đẩy xa những cái xui xẻo uh, trong thời gian này tại nơi làm việc thì những người tuổi dần có thể gì có một cái tinh thần cạnh tranh khá là mạnh mẽ và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cái cơ hội nào để mà làm đẩy cái túi tiền của mình chính cái tham vọng và cái sự cầu tiến muốn vươn lên trở thành người mạnh mẽ hơn kiếm được nhiều tiền của hơn để gì mang lại cái hạnh phúc và cái cuộc sống ấm no cho gia đình đã thôi thúc những người tuổi dần hành động thay vì là phó mặc cho cái số phận của mình. Và đặc biệt trong cái thời gian 6 tháng cuối năm thì những người tuổi dần càng khó khăn lại càng thêm cái phần quyết tâm. À, nhất quyết không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Ngay cả khi có những cái nguy cơ thất bại thì các bạn cũng sẽ ngay lập tức đứng lên và chủ động tìm kiếm cái phương pháp phù hợp hơn. Thì ngoài ra trong cái rủi lại có cái may, những người tuổi dần sẽ gặp được cái may mắn nhờ có quý nhân trợ giúp trong thời điểm này. Với cái sự trợ giúp của quý nhân thì những người tuổi dần có thể kiếm được tiền nhanh chóng và trở nên giàu có dễ dàng hơn sau một đêm. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ nhé. Mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mặt thứ tư mà tử thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi dậu. À, thưa quý vị, nói chung ấy may mắn về mặt tiền bạc sẽ mỉm cười với những người tuổi dậu trong suốt năm 2024. Đặc biệt cái vận may nó đóng góp một phần nhỏ trong những cái thành tích mà những người tuổi dậu gặt hái được. Phần lớn còn lại là nó đến từ cái sự quyết tâm, cái sự khôn ngoan và thời thế nó ủng hộ với những người tuổi, với những người tuổi dậu. Bên cạnh đó, trong sóng tháng cuối năm thì cũng báo hiệu cái vận khí của những người tuổi dậu sẽ có những cái bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với cái thời gian đầu năm. Cái việc làm ăn thì ngày càng thuận lợi, tiền bạc thì gia tăng không ngừng. À, khả năng kiếm tiền của người tuổi dậu ấy trong thời gian này quả thực là không không thể là gì, không thể quay thường được. Những người tuổi dậu vốn là những người mà thông minh lanh lợi, có chính kiến và dám mạo hiểm. Một khi mà gặp những cơ hội làm giàu thì sẽ không bao giờ họ bỏ lỡ. Đặc biệt, à, những người tuổi dậu còn được dự đoán sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân cái điều này cũng sẽ giúp cho các bạn kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn thu nhập của những người tuổi dậu thì liên tục được gia tăng các kế hoạch làm giàu đa phần thì đều gì tiến hành một cách thuận lợi bản thân những người tuổi dậu thì coi trọng cái sự nghiệp sẽ không đưa ra những cái quyết định nóng vội hay là vô bổ mà đa phần đều gì thông qua những cái tính toán cụ thể bởi các bạn luôn chất chiêu từng cơ hội mà mình đang có À, trong mọi hoàn cảnh những người tuổi Dậu đều dũng cảm tiến bước về phía trước cho dù có gặp phải những cái thất bại thì cũng không vội nản chí hay là bỏ cuộc sẽ luôn hướng đến cái mục tiêu biến mình thành một cái người mạnh mẽ hơn à, cộng với cái sự giúp đỡ của quý nhân những người tuổi Dậu sẽ kiếm rất nhiều tiền vào cái thời điểm cuối năm và được công nhận trong công việc các bạn còn có cái vận may về mặt tài chính thực sự là tốt thu nhập trong thời gian này thì cao hơn so với thời gian trước đó À, quý vị có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền của những người tuổi dậu thì cũng có óc đầu tư nhạy bén và các bạn có thể nắm bắt được mọi cái cơ hội đầu tư để gì à, thu nhập ngày càng cao và cuộc sống ngày càng trở nên giàu có và thịnh vượng hơn khi mà cái nguồn vốn nó tăng lên thì các bạn có thể yên tâm phát triển cái công việc kinh doanh đầu tư hay là khởi nghiệp hoặc là sử dụng các mối quan hệ cá nhân để mở đường cho bản thân à, nói chung ấy cũng được sự phù hộ của nhiều cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa mà cái vận may tiền bạc của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng sẽ được bứt phá lên một cái tầm cao mới. Thậm chí với không ít người tuổi Dậu, cái cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm cuối cùng đã đến. Đây quả thực là một cái năm đáng để mà quý vị nắm bắt. À, nếu như mà quý vị bỏ lỡ thì cũng sẽ khó có cơ hội nào được tốt tốt hơn nó xảy ra. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ những cái thành quả lao động của mình, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu quý vị nhé đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tý à, thưa quý vị À, trong năm 2024 nó giáp Thìn thì những gia chủ tuổi Tý cũng được nhận định là một cái năm có nhiều cái cơ hội kiếm được rất nhiều tiền của à, vốn dĩ những người tuổi Tý trong cái năm 2024 ấy thì quý vị đã có nhiều cái cải thiện tích cực đấy à, bản mệnh còn đón nhận cái vận may tài chính thu hút cái tài vận nâng cao à, những người tuổi Tý vốn được trời phú cho cái sự thông minh nhanh nhẹn thì đây cũng là những cái yếu tố giúp cho gia chủ tuổi Tý À, nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân và kiếm thêm được uh, nhiều cái tiền tiền của trong tay. À, bên cạnh đó thì họ lại là cái con gì sở hữu những cái phẩm chất, những cái kỹ năng nhất định mà người khác không có được. Và đặc biệt cái thời gian cuối năm 2024 thì những cái tài năng này sẽ được bộc lộ và sẽ phát huy được cái thế mạnh à, giúp cho những người tuổi Tý phát triển mạnh mẽ hơn. À, chỉ cần quý vị duy trì cái thái độ tự tin, nghiêm túc và lạc quan thì rất có khả năng quý vị cũng sẽ đạt được những cơ hội giàu có đúng như mà bản thân mong muốn. Ở trong thời gian này tại nơi làm việc thì với cái thái độ làm việc nghiêm túc và cầu tiến, luôn có cái sự cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng các vấn đề. Nói chung ấy, những người tuổi Tý cũng sẽ đạt được những thành công nhất định và ít khi mắc phải những cái sai lầm về vấn đề về tiền bạc. Nhờ đó mà cái sự giàu có tích lũy của các bạn sẽ liên tục tăng lên và những người tuổi Tý cũng sẽ dễ dàng đạt được tự do tài chính với cái nguồn thu nhập dùng dính của mình trong cái thời điểm cuối năm 2024. Dường như những người tuổi Tý sinh ra là để làm việc chăm chỉ và các bạn cũng có những cái nguyên tắc riêng trong công việc lại được quý nhân phù trợ nên là cái cơ hội nó luôn đến một cách tự nhiên. Cái việc kiếm tiền cũng không còn bao giờ là khó khăn nữa. Tuy nhiên các bạn cũng không nên quá phô trương kể cả khi mà cái cát khí nó trở nên uh, nên nên vượng hơn quý vị trở nên giàu có hơn à, càng có của ăn của để thì quý vị cũng càng phải khiêm tốn và tốt nhất là nên giữ riêng cho mình đấy à, quý vị cũng nên học cách xử lý các mối quan hệ để tránh bị tiểu nhân dòm ngó nếu mà không ấy thì sự giàu có của quý vị có thể bị kẻ xấu hãm hại hoặc là cướp đoạt mất Vậy nên, để bảo vệ cái thành quả lao động và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý quý vị nhé. kính à, thưa quý vị, À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên à, dễ có cơ hội giàu sang phú quý trong 6 tháng cuối năm 2024 là Giáp Thìn. Đó là những tuổi sau: một là tuổi Thân, hai tuổi Mùi, ba tuổi Dần, bốn tuổi Dậu và năm là những người tuổi Tý. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn